Chào mừng quý vị đã đến với một điểm tin giáo hội Hoàng Vũ của trang thông tin giáo phận Phúc Cường. Đức Thánh Cha kêu gọi quan tâm hơn đến đời sống vĩnh cửu. Lan báo tin mừng trọn vẹn phải biết sử dụng truyền thông. Thánh lễ khởi công xây dựng tòa giám mục giáo phận Hưng Hóa tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi quan tâm hơn đến đời sống vĩnh cửu. Đức Thánh Cha cầu mong có sự tái quan tâm và suy tư về đời sống vĩnh cửu trong thần học, trong việc rao giảng, huấn giáo và huấn luyện các tín hữu Kitô để tránh cho hiện tại không còn ý nghĩa và thiếu khả năng đổi mới, không còn hy vọng nơi tương lai. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi hơn 100 tham dự viên khóa họp khoáng đại lần thứ 23 của các hàn lâm viện tòa thánh, chiều ngày 4 tháng 12 năm 2018, dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa. Khóa họp này do Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Thần học và Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Thánh Thomas Aquino tổ chức và có chủ đề là Vĩnh cửu khuôn mặt mới của đời sống. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhận xét rằng trong kinh tin kính, các tín hữu xác quyết tôi mong đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau nhưng thực tế ngày nay suy tư mai hậu về cuộc sống vĩnh cửu và sự sống lại không được nói đến và ít được quan tâm xứng đáng trong việc huấn giáo và cử hành nhiều khi người ta có cảm tưởng đề tài này cố tình bị quên lãng và lơ là vì có vẻ xa vời với cuộc sống hàng ngày và sự nhạy cảm của con người thời nay đức thánh cha khẳng định trong đời sống vĩnh cửu có sự kết hiệp của con người với thiên chúa đấng là phần thưởng và là cùng đứt tất cả những vất vả của chúng ta và cuộc kết hiệp ấy hệ tại sự hưởng kiến trọn vẹn Thiên Chúa. Người có phúc sẽ được hưởng nhiều hơn tất cả những gì họ mong ước và hy vọng và chỉ có Thiên Chúa mới có thể làm cho họ mãn nguyện và hơn nữa còn đi tới mức độ vô biên. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cũng chúc mừng hai nhà thần học trẻ là Stefano Abate và Guillermo Contin Allen với hai luận án tiến sĩ thần học xuất sắc. Tin Brazil, lan báo tin mừng trọn vẹn phải biết sử dụng truyền thông. Với bài tham luận, Đức cha Orlando Brandis, tổng giám mục Aparecida, đã khai mạc đại hội đầu tiên của các nhà truyền giáo trong lĩnh vực truyền thông tại Brazil với khẩu hiệu lan báo tin mừng nơi biên giới mới của truyền thông đến tham dự sự kiện này gồm có các linh mục tu sĩ và giáo dân đến từ khắp nơi của brazil và những người truyền giáo có kinh nghiệm ở các nước khác trong khu vực cũng có một nhà truyền giáo đến từ angola trong phần giới thiệu đức cha brandes nhấn mạnh tầm quan trọng của loại đại hội như thế này bởi vì loan báo tin mừng trọn vẹn phải nắm vững truyền thông phải biết sử dụng các phương tiện truyền thông các công cụ có trong thực tế điều này bắt đầu từ micro của một nhà nguyện hoặc một nhà thờ nơi có nhiều người tham dự. Nếu micro không hoạt động, nó sẽ vô dụng để nói, bởi vì mọi người không thể nghe được nếu nó được đặt ở đằng sau hay để xa. Như thế nó cũng xảy ra với các phương tiện truyền thông mới. Hội nghị bắt đầu vào ngày 3 tháng 12 và kết thúc vào thứ Sáu ngày 7 tháng 12. Có khoảng 50 tham dự viên sẽ tham dự các buổi thuyết trình vào buổi sáng và các buổi hội thảo vào buổi chiều. Tin giáo phận Hưng Hóa, thánh lễ khởi công xây dựng tòa giám mục giáo phận Hưng Hóa. Vào lúc 9 giờ sáng ngày 5 tây tháng 12 năm 2018, Đức cha Gioan Maria Vũ Tất đã chủ sự nghi thức làm phép khu đất khởi công xây dựng tòa giám mục và thánh lễ mừng kính trọng thể Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, bổ mạng thứ nhất của giáo phận. Đồng tế với ngài có Đức cha phụ tá An Phong Nguyễn Hữu Long, cha tổng đại diện Phêrô Phùng Văn Tôn và quý cha trong toàn giáo phận hiệp dâng thánh lễ có quý tu sĩ trùng sinh tu sinh và đại diện giáo dân đại diện cho toàn thể dân Chúa giáo phận Hưng Hóa trong lời mở đầu nghi thức Đức cha Gioan Maria đã lược lại đôi chút về lịch sử hình thành và phát triển giáo phận giáo phận Hưng Hóa được thành lập năm 1895 tòa giám mục và nhà thờ chính tòa được xây dựng khang trang tại tỉnh Hưng Hóa trước đây là tỉnh lớn nhất trong các tỉnh thuộc địa hẹt của giáo phận. Nhưng vì chiến tranh và những khó khăn của thời cuộc, nên tòa giám mục và nhà thờ chính tòa hương hóa xưa đã bị phá hủy không còn hình tích. Năm 1950, tòa giám mục phải di rời tạm thời về khuôn viên giáo sứ Sơn Tây, tại khu vực trung tâm tỉnh Sơn Tây cũ, nay là phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Từ đó, Tòa giám mục và nhà xứ Sơn Tây sinh hoạt chung trong cùng một khuôn viên kéo dài cho tới bây giờ. Sau gần hai năm, văn phòng tòa giám mục làm xong thủ tục đất đai và xin cấp phép xây dựng theo quy mô ba công trình chính và tòa giám mục là công trình cuối cùng và cũng là công trình quan trọng nhất hôm nay đã được khởi công xây dựng. Vì thế Đức Cha mời gọi cộng đoàn hiệp ý tạ ơn Chúa vì nhờ sự bảo trợ của Đức Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội. Chúa đã gìn giữ giáo phần vượt qua bao nhiêu sóng gió thử thách mà vẫn phát triển cho tới hôm nay. Hy vọng công trình xây dựng tòa giáo mục của giáo phận Hưng Hóa đón nhận được nhiều ơn Chúa qua sự quảng đại giúp đỡ của mọi người từ khắp mọi nơi. Cách riêng là hết thảy con cái trong giáo phận nhà đều đồng tâm nhất trí, chung lòng chung sức để công trình sớm được hoàn thiện. <laughs> điểm tin giáo hội hoàng vũ của trang thông tin giáo phận phú cường đến đây là kết thúc cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo